Xin chào các bạn. Hôm nay có một bạn inbox cho mình và nhờ mình xem một cái video của bên Trung Quốc người ta làm từ một cái ảnh đen trắng từ rất là mờ thành ảnh rất là nét luôn. Và khi mình xem cái video này xong thì mình nhớ là trước kia có một anh người Canada đã dạy mình khi mình làm tin quốc. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Tất nhiên nó không xuất sắc như là của bên Trung Quốc đâu, tại vì là cái bản của mình là bản CS6. Các bạn hãy sử dụng bản Photoshop CC thì nó sẽ tốt hơn. Bây giờ mình thử cái hình con công này nhé. Mình sẽ Ctrl Alt Y này, sau đó là kích thước mình sẽ để là 1280 như đúng cái video đấy, nhưng mà các bạn phải nhớ nha, phải để là cái automatic nhá. Ok, cái này làm rất là nhanh các bạn nhá. Đầu tiên là các bạn vào filter này, vào blue này, sau đó là vào Gaussian blue. Và các bạn biết tại sao lại phải dùng Gaussian blue không? Các bạn nhìn các cái đường gai đây này, mình phải làm mượt cái đường gai này đi bằng cách là chúng ta sẽ tăng cái radius của nó lên. Tăng đến khi nào mà cái đường gai của nó mà không còn nhìn thấy nữa thì các bạn hãy ok. Ở đây mình thấy là 3.9 là ok rồi này. Nhưng mà các bạn nhớ đừng để thông số cao quá vì nó sẽ thành một cái mảng màu đen đấy. Ok nhá. Sau đó các bạn Ctrl M lại khu vớt này. Nhớ giúp mình là các bạn hãy chọn là cái pigment này. Ở đây là cái điểm màu trắng, đây là điểm màu đen. Các bạn hãy kéo cái điểm màu trắng sang bên tay phải. Nhìn sang bên này cái phần màu trắng được nhiều hơn rồi thì lại kéo tiếp tục cái phần màu đen ngược lại với phần màu trắng. Và các bạn nhớ nha, các bạn đừng kéo một phát mà hai cái điểm này nó gặp nhau là cái đường nó rất là to thô và nó bị gai nhá. Các bạn có thể kéo được 2-3 lần khác nhau được mà. Mình nghĩ đến đây là ổn. Ok, sau đó Ctrl M một lần nữa. Sau đó các bạn lại tiếp tục kéo này, đó, cái phần màu trắng để chúng ta sẽ bỏ đi những phần nhờ màu ghi á. Cái phần màu đen kéo tăng cái phần màu đậm màu đen lên để cho nó sắc nét hơn. Ok, rồi, đây là xong. Đây là sau khi làm và đây là trước khi làm. Tuy là nó cũng không được xuất sắc 100% giống như cái video mà cái bạn ấy gửi cho mình á, là ở bên Trung Quốc người ta làm nó nét và nó mượt á. Nhưng mà theo mình á thì làm được như thế này cũng đã là một cái phần rất lớn trong cái công việc giải quyết cái công việc của các bạn hàng ngày rồi. Rồi, ok, cái công việc này chỉ đến đây thôi. Nếu như bạn nào mà cảm thấy cái nội dung mà mình chia sẻ hay thì hãy like, share và đăng ký kênh nhé. Mình thấy cái gì hay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thôi. Hẹn gặp lại.